Đấng Quan Âm ngoài thần lòng lòng ai khắp thế gian đều trong danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai ai khi nào gặp nắng niệm Ngài liền quang ai thế âm cứ có dầu trong bình liên miên khó cực ngay niệm danh ngài làm từng khỏi ngay bao nhiêu tai nạn hằng ngày chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua vô lượng kiếp ta bà thế giới ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian hóa thân công chúa đoan trang diệu trang vương ngự ngai vàng vô trang diệu thanh ấy chính là chi cả sao cùng tô chứng quả văn thù diệu âm chỉ thứ cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao anh trọn môn nhà đứng vào cảnh Phật ấy lòng từ bi chân chất đáng ghi tôi nhỏ trí có ai bị dốc lòng mộ đạo quyết thầy đi tu trọn chín năm chẳng từ lao khổ ai mong công thành cứu độ chúng sanh thời kỳ trai giới tu hành tái động hương tính Bắc thành Việt Nam ơi. Một cành tiên mây làm che phủ có cam tuyền thật nhũ bao quanh cảnh tốt dành cho người lành kim đồng ngọc nữ ứng danh theo ngài dưới bề ngọc chia hai sớm tối ấy chào hai bên không lối đạo thầy luôn luôn chân chánh thần ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra quan thế âm danh là tự tại khắp tam thiên qua lại vào chơi từ bi ngài muốn độ đời mười hai đại nguyện thiên thời cao xa nguyện nào cũng đều là rốn ráo chuyên tâm về chánh đạo độ miền Nam hải núi Phổ Đà trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn trong một phẩm phó môn thì hiền đức Như Lai thuật chuyển khen ngài oai thần linh hiền không hai tâm thanh có chẳng nài công phu về nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cũng là
tùy ý muốn chi ngài liền ứng hiện tức thì. Tới nơi diệu văn cấm kỳ độ cho hay có kẻ qua đò mắc nạn ai cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương ấy vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chớ có quản này. Một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho em. Trong khổ hải đò từ vấn đời vớt chúng sanh đưa tới lạng bang, chính từng sen bao đài vàng Di Đà thọ ký rỡ ràng thánh thời gian. Từ bi cơ khổ độ đời tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sám Quan Âm, cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách, một mình ta vừa lách vừa bơi. Chơi vơi mấy độ chơi vơi, vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường. Này Phật tử lục phương tế độ, dùng sắc thân giải dỗ người mê. Ấy là do thổi mây về nước cháo sống dậy tư bề một phen. Đạo cao cả tập rèn diệu lý, nước hương thơm miều mỹ tòa son. Ví như thể mẹ tìm con cảm thông, ứng hiệp khai môn khắp cùng. Vì lẽ đó ta dùng quán thế bố thí này một thể ban ra. Thí thân nào có nại hà, phải duyên ta thí để mà độ sanh. Chư Bồ Tát thường hành lục độ, cơ duyên này nhiều thuở bố di. Hễ ai có phước duyên thì niệm tâm vừa khởi các ngài độ cho. Thưa Phật ấy nào đó nào lường, biết mấy đời đã hưởng đặc ân. Đã đành là sự thí thân thí tài thí pháp cũng cần như nhau.
tài pháp thì còn sâu còn rộng, tài cho ra chẳng mộng chẳng nương. Đã cho thì chớ có tường thọ, thì chớ nghĩ sự thường vốn không. Lòng bác ai cố công rèn đúc, dắt người lên đến bậc thăng bằng. Bao nhiêu cũng đủ ta hàng chăm lo hành đạo vớt thắng luân hồi. Từ quá khứ các đời Bồ Tát chư Phật đều một loạt hóa sanh, ra đời độ chúng hữu tình, diệu ra nhà lửa đến thành Pháp Vương. Nhân duyên ấy lập phương khai thị, Phật tử này cô chỉ học theo. Thượng hành Bồ Tát ráng chèo lìa từ thấp quả lần trèo lên cao. Thỉnh văn bỏ nhập vào Bồ Tát lấy nhân duyên khai thác đạo màu. Nay câu lục độ ráng cao pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà. Một thừa Phật không ba không bốn, bởi trí căn minh đồng mà ra. Tựu trung có một là Phật, thừa Bồ Tát ráng mà hành theo. Trong kinh nói đủ chiều muôn hành, đủ sắc thân tương tánh quang minh. Đủ thần thông lực tám ngành, chung quy tánh kiến tâm minh tựu thành. Bồ đề thọ vốn mình không thọ, giống hữu tình tuy có mà không. Có nhân duyên mới hiệp đồng, hiểu trong chân thể tỏ tường bồn lai. Phật tức tâm, tâm ta có Phật, tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng. Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng, trao câu mô Phật thì lòng mới nguôi. Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch, gọi bụi trần học cách thiền gia. Từ bi độ chúng hằng xa nguy nan, cứ già ta bà lại qua. Quan âm Phật ta bà dạo khắp, tìm nạn tai cứu cấp sanh linh. Ấy là lục độ trao mình ra, ân bố thí dẹp tình phân chia. Tam tạng kinh dạy cả hết lục trần, phá tan xiềng xích ái ân. Lo câu lục tự chuyên cần độ ta, đạo cảm ứng Phật ta dung hợp. Nghĩa dung thông chỉ một không hai, bóng hình hình bóng là ai. Trăng trong nước tình không hai, bóng lòng
trên liên tòa chính tầng hé nở tấm lòng thành một thuở hóa sanh. Sanh làm Phật, Phật độ sanh, nhành dương nước tình anh linh độ đời. Phật Di Đà là người phàm tục, Đức Thích Ca vốn bậc vương gia. Quan Âm cũng chỉ người ta, thế chi vốn là một kẻ đầu thai. Phật Hiền Thanh không ai thoát khỏi, ở kiếp người đi đến niết bàn an tức tình, tình là an. Hiểu trong tâm trí thấy tràn hạt sen, khắp lục đạo người chén kẻ lân. Biển trầm luân mê tánh cho vui, kìa lầu các nọ cao ngôi, ba hơi kết cuộc khó thời mang theo. Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ, trách đất trời sao ở bất công. Hỡi ai ghi lấy làm lòng, trao câu niệm Phật để hồng độ thân. Áo thất bảo trân châu mã não, cứu liền qua ngôi báo dành đây. Muốn ra khỏi kiếp đọa đài, ráng công tu luyện có ngày hóa sanh. Đừng mênh tiếc nam thành thế giới, cõi diêm phù tội lỗi mê tân. Cố công tham cứu học lần, Di Đà miễn niệm chuyên cần chớ sai. Trên Phật thành độ tai qua khỏi, dưới phàm trần hết nỗi khổ luân. Ráng niệm niệm bất ly thân, sống mê thoát đặng quá thân độ đời. Ma ha bát nhã qua thời, bước lên bờ giác thành thới an nhàn. Quan Thế Âm quay thần lòng lòng, khắp thế gian đều trong danh Ngài. Chúng sanh hết thảy ai ai, khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua. Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ, Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền. Dù bình trọng liên miên khổ cực, niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay. Bao nhiêu tai nạn hẳn Ngài, chỉ tâm niệm tới danh Ngài cùng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian. Hóa thân công chúa đoàn trang, diệu trang vương ngự ngai vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả,
sao cùng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thư cùng tu phổ hiền chứng thánh đền bù công lao. Trọn một nhà được vào cảnh Phật, lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tuổi nhỏ tri cả ai bị dốc lòng mổ đạo quyết thì đi tu. Trọn chín năm chẳng từ lao khổ, mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích Bắc thành Việt Nam. Một cành tiên mây làm che phủ, có cam tuyền thạch nhũ bao quanh. Cành tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, chầu hai bên không lỗi đạo thầy. Luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muốn độ đời, mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ráo, ở chuyên tâm về chánh đạo độ tha. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ, ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiền, đức Như Lai thuật chuyện khen ngài. Quay thần linh hiện không hai, tầm thinh cứu khổ chẳng này công lao. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ, hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ứng hiện tức thì, tới nơi diệu dắt cấp kỳ độ cho. Hay có kẻ qua đò mắt nàng, cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường. Chí thành đốt nén tâm hương, vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền. Những chuyện ngay hiển nhiên đều thấy, đức Như Lai truyền dạy chẳng sai. Chúng ta chớ có quản này, một lòng ngưỡng mộ câu ngài đổ cho. Trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chính từng sen báu đài vàng, Di Đà thọ ký rõ ràng thành thơi. Từ bi cứu khổ độ đời, tầm thinh giải nạn đến nơi an lành. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại bi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Na
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Sám tu là cội phúc, chữ rằng công đức vô lượng, thập phương chư Phật thường thường độ sanh. Ai ơi gắn chí tu hành, để mau đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm biết tri cơ, gương lù vì bụi trắng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Đường mê sinh chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời như giấc chim bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cùng người phàm, tình thời làm Phật mê làm chúng sanh. Nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho ngàn tử muôn chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng. Đổi thay máy tạo không ngừng, bức tranh dân cầu mấy tầng xa xa. Khuyên đừng trách lần trời già, đau đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, gầm cơn bao ứng chậm mau mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, vợ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tâm vào tận nơi.
tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có ha, ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng dạy oan gia, trì trái niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày thâm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Thiện căn trước đã tại bồi, đèn khêu mới sáng ngọc dồi mới sinh. Tránh dòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm mình, làm mình chịu không lầm mãi mãi. Mẫu tham tràn khắp xưa nay, lời danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng y sức cậy tài là xong. Dương trần biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chân lý mà suy xét, cho thấu đáo vô vi đạo thường. Hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cũng tàn pháo, mà kêu lớn càng tan xác nhiều. Chỉ bằng tìm chúng tiêu diêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Dịnh lòng hai chữ từ bi, sớm trừ dòng niệm hiếu kỳ tự sanh. A-di-đà Phật chứng minh, chỉ tâm quy mãn phù sanh chẳng cầu. Căn lành phước huệ trồng sâu, rõ thông mùi đạo nhiễm màu lắm thay. Hoa sen thượng phẩm cao dày, Tây phương tịnh độ định ngày vãng sanh. Ai ơi gắng chí tu hành, cho mau kết quả quốc thành thẳng qua. Chúng con phát nguyện thiết tha, cầu về cực lạc Di Đà phóng quang. Phụng kinh công đức thù thân hành, vô biên thân phước dài hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bản lữ, nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết
ngã đắng giữ chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Nam mô Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh Tầm Thinh Cứu Khổ. Tư thời hiện tiền đệ tử thành tâm phúng tùng phổ môn phẩm công đức tôn kinh. Cập trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thùy tự gia hộ phổ độ đẳng đẳng chư Phật tử tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ thân trung tráng kiện mạng vị bình an thật bình tiêu trừ thường hoạch kiết thường diễn ly khổ ách. Kinh ký cửa quyền thất tổ cộng siêu sanh bát nạn tam đồ câu mong dài khổ. Phổ nguyện ân sư quân dục phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thí tăng ích phước điền. Nguyện pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quy y Phật đương nguyện chúng mà sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp mà đương nguyện chúng mà sanh thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý tăng đường nguyện chúng mà sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sám tu là cội phúc, chữ rằng công đức vô lượng thập phương chư Phật thường thường độ sanh.
ai ơi gắng chí tu hành để mau đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm biết tri cơ, gương lù vì bụi trắng mờ vì mây. Chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sanh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời như giấc chim bao, công danh phú quý khác nào lửa diêm. Phật tiên xưa cùng người phàm, tình thời làm Phật mê làm chúng sanh. Nhớ xưa vương khải thạch sùng, dẫu cho ngàn tử muôn chung một thời. Của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đắng chăng. Đổi thay máy tạo không ngừng, bức tranh dân cầu mấy tầng xa xa. Khuyên đừng trách lần trời già, đau đầu thiện ác chánh tà khác nhau. Quả nhân chẳng trước thời sau, gầm cơn bao ứng chậm mau mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, vợ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác tâm vào tận nơi. Tâm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có há ngoài đâu xa. Trừ nghiệp chướng dạy oan gia, trì trai niệm Phật ấy là công phu. Tháng ngày thâm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui. Thiện căn trước đã tại bồi, đèn khêu mới sáng ngọc dồi mới sinh. Tránh vòng lục dục thất tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng phước tội tại tâm mình, làm mình chịu không lầm mãi mãi. Mẫu tham tràn khắp xưa nay, lời danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lấn đua bơi, cũng đừng y sức cậy tài là xong. Dương trần biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chân lý mà suy xét, cho thấu đáo vô vi đạo thường. Hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay qua nợ cũng tàn pháo, mà kêu lớn càng tan xác nhiều.
chỉ bằng tìm chúng tiêu diêu nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Dịnh lòng hai chữ từ bi sớm trừ dòng niệm hiếu kỳ tự sanh. A-di-đà Phật chứng minh chỉ tâm quy mãn phù sanh chẳng cầu. Căn lành phước huệ trồng sâu rõ thông mùi đạo nhiễm màu lắm thay. Hoa sen thượng phẩm cao dày Tây phương tịnh độ định ngày vãng sanh. Ai ơi gắng chí tu hành cho mau kết quả quốc thành thần hoa. Chúng con phát nguyện thiết tha cầu về cực lạc Di Đà phóng quang. Phúng kinh công đức thù thân hành vô biên thân phước dài hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tóc vàng vô lượng quang Phật sát nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não. Nguyện đắc trí huệ chân minh liệu phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thượng hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bất thối Bồ Tát vi bản lữ nguyện dị thử công đức phổ cập mư nhất thiết. Ngã đắng giữ chúng sanh giải cộng thành Phật đạo. Nam mô tầm thinh cứu khổ đại từ đại bi linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tát Đại chứng minh phục nguyện. Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh lâm nạn xưng danh tầm thinh cứu khổ. Tư thời hiện tiền đệ tử thành tâm phúng tùng phổ môn phẩm công đức tôn kinh. Cập trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát thùy tự gia hộ phổ độ đẳng đẳng chư Phật tử tội diệt phước sanh thiện căn tăng trường. Trí tánh thường minh bát nhã hoa khai đạo tâm bất thôi. Cập gia hộ thân trung tráng kiện mạng vị bình an thật bình tiêu trừ thường quách kiết thường diễn ly khổ ách. Kinh ký cửa quyền thất tổ cộng siêu sanh bát nạn tam độ câu mong dài khổ. Phổ nguyện ân sư quân dục phụ mẫu sanh thành đàn na tinh thí tăng ích phước điền. Nguyện pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Phật đương
nguyện chúng mà sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp mà đương nguyện chúng mà sanh thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quy y tăng đường nguyện chúng mà sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô